Có thêm 389 ca tử vong được ghi nhận ở Việt Nam tính đến tối ngày 2 tháng 8, theo bản tin của Bộ Y tế, nâng tổng số ca thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 thành 1.695 người. Đa số các ca tử vong mới nhất xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch hiện nay ở Việt Nam, với con số là 354 ca. Bản tin của Bộ cho thấy một tín hiệu có thể được xem là tích cực, đó là số mũi tiêm vaccine đang tăng đều đặn khi có thêm hơn 400.000 liều vaccine được tiêm so với ngày hôm trước. Đến chiều tối ngày 2 tháng 8, có tổng cộng hơn 6,4 triệu liều đã được tiêm, trong số đó hơn 659.000 người đã tiêm 2 liều. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi văn bản hỏa tốc tới lãnh đạo các tỉnh, thành phố về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19. Công văn cũng nhấn mạnh rằng phải ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền. Theo tìm hiểu của VOA, đây là một động thái của Bộ Y tế để điều chỉnh một quy định ban hành hồi tháng 6 mà cho đến gần đây đã gây lúng túng hoặc trì hoãn việc tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi. Quyết định 2995 của Bộ Y tế ngày 18 tháng 6 năm nay nói những người trên 65 tuổi cùng với một số đối tượng khác như người có tiền sử dị ứng, có bệnh nền v.v. cần phải được khám sàng lọc kỹ và chỉ nên tiêm chủng ở bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu. VOA được biết là do quy định này nên trước thời điểm Bộ Y tế gửi ra công văn hỏa tốc mới nhất, nhiều người trên 65 tuổi ở thủ đô Hà Nội phàn nàn rằng cơ quan y tế cấp phường không tiêm cho họ. Chiều ngày 2 tháng 8, một cựu nhà báo không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng ông và nhiều người trên 65 tuổi bị loại khỏi đợt tiêm vừa bắt đầu được thực hiện trong cùng ngày ở nơi ông cư trú. Từ quận Ba Đình, một nhân viên cấp phường cho biết tổ công tác về COVID của phường ông loại người trên 65 tuổi để ưu tiên người hiện có việc làm và có nhu cầu di chuyển nhiều. Việc này cũng xảy ra trước khi có công văn mới của Bộ Y tế.